là mình tự chế, nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Một khi mà em quay được số lượng vòng nhiều lên đi, nó hạn chế được xe xe rất tốt. Cái thứ hai nhé, cái thứ hai là quan sát này, cái thứ hai này giữa thẳng chân này, cứ hay quay nhé, vào hết vào năm đầu lên cũng cầm vào cổ tay chân giữa thẳng lên cổ này. Thank you.
lưng lên đi Quân. Thở ra, nâng hông ghép vai đi. Cho Quân trở lại đằng sau. Ta hít vào, võng lưng treo người nào. Nhảy cơ quá khỏe. Thở ra, nâng cao hông ghép xong vai. Thở ra. Cố hít vào lên. Thở ra. Hít vào